Cả nhà đây là đường đi xuống bãi tắm Hoàng Hậu, nơi mà ngày xưa Hoàng đế Bảo Đại đã chọn xây khu nghỉ dưỡng, và đây là bãi tắm cho Hoàng Hậu Nam Phương. Xin cái gì? Mình gì em? À, tự vợ nói hả? Mình biết mình mới nói chứ mình không biết gì, mình nghe người khác nói giùm mình cho nó chính xác. Đây giờ đi bãi tắm Hoàng Hậu. Hoàng Hậu Nam Phương. Lại xuyên tạc. Đâu nãy kia nói mà. Yeah, Hoàng Hậu Nam Phương à. Bảo Đại chọn á. Đây bắt đầu vào thì có chỗ nghỉ ngơi. Ủa đi thẳng đi xuống đường nào ta? Thẳng ra ấy luôn hả? Dinh bà Chúa Ngọc. Xe đúng rồi. Đây có dinh. Thôi mình đi thẳng tiếp hả? Rồi tiếp tục đi bộ tiếp cả nhà ơi. Đây nhìn xuống biển đây. Hôm nay thời tiết nó hơi mù mù, nhìn nó không có đỏ lắm. Rồi sóng kìa. Đá nè. Đi đá nhiều ha. Có đá không à. Tiếp. Hôm nãy có lúc mà cái bạn đó giới thiệu về hàng bạc tử đó ha. Đầy năng lượng. Hoàng hậu guest. Ở đây có bãi đậu xe ngay chỗ này luôn. Không ghé thì bãi đậu xe ở đây. Bốn chỗ, bảy chỗ, 16 chỗ. Hả? 50 chỗ luôn. Ui. Xe của mình đây. 50 chỗ chở 9 người. Hoành tráng nhất. Rồi tới bãi đậu xe rồi đi sao đây? Ôi những hòn đá to. Rồi xong rồi đó, tới đây không biết đi đường nào rồi đó. Thẳng lên rồi lại vòng qua vòng nữa, vòng hàng thứ hai nữa. Gì vậy? Ủa đi xuống bãi tắm rồi đi đường thẳng lên hả? Bãi tắm đi thẳng tới đó. Dạ. Dạ dạ. Ôi xe. Ôi đây đây đường lên khu vực nhà hàng hay sao đây? Rất là dốc. Ủa cái hướng này đi từ đâu hướng rồi ta? Chỗ đó đi chuyển chạy thôi. Đi đâu chỗ đây chỗ nào đậu? Hả? Đi ngoài đá là đây. Hả? Cưới hả? Rồi đi tiếp tục, đây khu vực này có nhà hàng. Nhà hàng này view biển luôn đó ha. Sát biển luôn. Sang cảnh luôn á. Lượng khách không có nhiều. Đây tiếp tục đi bộ. Đây rất là nhiều gia đình đến đây tham quan. Chỉ có bụi chuối thôi mà cũng là một điểm chụp ảnh đẹp. Ở đây nhà hàng dưới này đây.
Đây cả nhà, bãi tắm hoàng hậu. Rồi thẳng đi xuống là bãi tắm đây. Rồi đi bộ xuống. Em vừa mới gọi gì Văn? Dạ. Ai vậy? Về xuống dưới hả? Bước dài ghê thật. Đây phía bên này hòn đá trứng hả, đá nó tròn tròn ha, đọc đó, đọc là vậy đó. Đây tới khu vực bãi đá, đôi bước được trơn lắm, trơn lắm. Đây thông tin đây, nằm trong khu du lịch gần ráng một thắng cảnh quốc gia, bãi tắm hoàng hậu đẹp một cách kiêu sa. Hoàng hậu Nam Phương này, đấy tên con gái đây. Bãi đá trứng. Ô, rất là nhiều trứng dưới này. Đẹp chưa? Ôi. Rồi để em đi xuống dưới này luôn. Không đâu đâu cũng không. Ui là không bao nha. Đâu đâu cũng không. Rất nhiều trứng. Đây nhìn vào phía thành phố Quy Nhơn kia. Rồi hết tiền. Rồi. Cho lên. Gần. Thôi thế thôi. Để em quay gần cho xem cái cuốn này đá đâu trở lại nè. Cái đá tròn tròn này ở đâu ta mang lại đây đây. Con đoạn này nó có đá tròn thôi ha. Đây rất nhiều các người đẹp ha, đâu mang lại có mấy viên rồi mà ha. Phép em bước qua cái chạy. Đây xuống đây là khu vực bãi đá đây. Không có chen vào được cục đá đâu nha. Để em quay sang bên này.